son trong ngày tân hiến. Ngày tân hiến hát khúc tạ ơn, tiếng vào thánh điện rực rỡ vinh quang. Ca vang ân tình của Chúa, tình yêu Chúa ấp ủ đời con. Chúa là tất cả gia nghiệp đời con. Con đi và này con xin đến dâng Chúa con người của con. Năm tháng đoàn thề sắt son, nguyện trọn đời hiến dâng. Hân hoan trong ngày tân hiến hát khúc tạ ơn, tiến vào thánh điện rực rỡ vinh. Ca vang ân tình của Chúa, tình yêu Chúa ấp ủ đời con. Chúa là tất cả gia nghiệp đời con. Tiếng gọi trong tim và này con xin đến, con đến thi hành ý Cha, dâng hiến tâm tình thiết tha, nguyện một đời chứng và này con có Chúa song hành với con sẽ không sợ khó nguy vì một niềm tin Chúa. Đời thánh hiến là biểu hiện những kỳ công Thiên Chúa thực hiện đưa nhân linh mỏng giòn của những kẻ được người kêu gọi. Họ làm chứng về những kỳ công bằng lời nói cho bằng ngôn ngữ hùng hồn của một cuộc sống đã được biến hình đổi dạng, có khả năng làm cho thế giới phải ngạc nhiên. Đời thánh hiến biểu lộ phong phú những giá trị của tin mừng và làm sáng tỏ trọn vẹn hơn mục tiêu của giáo hội là thánh hóa nhân loại. Hơn nữa, đời thánh hiến cho Thiên Chúa bằng những dây đàn buộc của Đức Thờ Phượng đã luôn luôn được Hội Thánh tôn trọng, và ngay từ những thế kỷ đầu
Hội Thánh đã thiết lập những nghi lễ thánh trang trọng và trang điểm cho việc khấn dòng. Ngày nay vẫn tiếp tục như vậy, vì Hội Thánh nhận lời khấn của những người tuyên nguyện qua lời kinh cầu đồng. Hội Thánh xin Chúa ban ơn sủng và ơn trợ giúp, phó thác họ cho Thiên Chúa, chúc lành thiêng liêng cho họ và kết hợp sự dâng hiến của họ vào nghi lễ tạ ơn. Đặc biệt hôm nay chúng ta cùng quy tụ nhau nơi đây trong thánh lễ này để nhiều lời tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương chọn gọi những anh em đây trở nên người bạn thân thiết của Đức Kitô. Hồi dòng Mẹ Chúa cứu chuộc thật hân hoan vui mừng đón nhận các anh em quảng đại và các đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu. Xin cho lời huấn luyện của các anh em với Chúa hôm nay sẽ theo các anh em suốt cả cuộc đời. Xin cho các anh em được tràn đầy ơn khôn ngoan và sức mạnh để tín chung với Chúa cho đến trọn đời. Xin cộng đoàn hiệp thông với lễ dâng của các thánh sinh hôm nay để mỗi người chúng ta nhận được muôn vàn ơn phúc và bình an của lòng thương xót Chúa. Trong niềm vui hân hoan tạ ơn, kính mời cộng đoàn cùng đứng chúng ta hướng về cuối bên đường để đón đoàn đồng tế qua bài ca nhập lễ. Yeah.
thiên, mẹ vẫn theo ý Chúa mà đi hành. Mẹ chọn mình trong hy sinh, mẹ dâng Chúa chọn cả sáng hôn. Chúa cưng ban cho mẹ luôn có niềm quyền tội thành về người, chính chắn qua ngàn dặm cửa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Nam nữ, đặc biệt quý thân nhân của các tu sĩ vĩnh tiến ngày hôm nay, thay mặt cho toàn thể hội dân, con xin kính chào quý các cha và tất cả quý tu sĩ nam nữ của bà chị em đã đến đây để cùng tham dự thánh lễ đặc biệt này. Trước hết, chúng ta là những người con của Đức Mẹ. Hôm nay là một ngày vinh hạnh, là một ngày chúng ta cùng hướng về mẹ của chúng ta để cảm tạ Thiên Chúa vì Chúa đã ban cho mẹ một đặc ân rất đặc biệt là đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta xin mẹ cho tất cả mọi người anh chị em chúng ta được theo gương mẹ sống một đời trong sạch hoàn toàn là vui lòng Chúa. Và cũng trong tâm tình tạ ơn tất cả mọi người anh chị em chúng ta đến đây để hợp ý với 18 anh em sau một thời gian tự luyện, hôm nay là ngày quyết định để thuộc về nhà dòng vĩnh viễn, là một quyết định quan trọng. Xin tất cả quý cha quý tu sĩ nam nữ và ông bà anh chị em hãy biết cầu nguyện đặc biệt cho những người anh em của chúng con hôm nay tuyên lời thánh vĩnh hiến. Và trước khi chúng ta cử hành thánh lễ, một lần nữa cho chức quả Thiên Chúa, chúng ta xin lỗi Chúa vì tất cả những điều không hay không phải chúng ta làm văn bằng Chúa, xin vớt tha thứ, chúng ta xứng đáng hơn tham dự thánh lễ. Tôi vô nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Chính sách sáng thế
Thiên Chúa đã gọi Adam và phán bảo ông rằng: Ngươi đang ở đâu? Ông đã thưa: Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi vì con trần truồng và con đang ẩn núp. Chúa phán bảo ông rằng: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng? Há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà ta cấm ngươi không được ăn ư? Các thánh sinh với cộng đoàn.
chiếu theo hiến pháp và quy luật dòng này chưa cứu chùa cùng với sự đồng ý của tổng hội đồng cố vấn trong phiên họp ngày 2 tháng 11 năm 2020. Xin giới thiệu với toàn thể cộng đoàn những anh em sau đây được tuyên thân trọn đời vào lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội ngày 8 tháng 12 năm 2020. Anh Melanino Siena, mẹ Thiên Chúa Trần Văn Vương. Anh Doan 23, mẹ Sáng Lập Phan Văn Lý. Anh Doan 23, mẹ Quấn Thánh Lữ Quang Trung. Anh Doan, mẹ Dân Con Đinh Văn Tâm. Anh Doan, mẹ Vô Nhiễm Nguyễn Thanh Lâm. Anh Doan Diane, mẹ Vô Nhiễm Nguyễn Văn Mạnh. Anh Doan Paulo II, mẹ Lê Trời Trần Văn Bắc. Anh Doan Yêu Đê, mẹ Quân Thánh Lê Cao Thắng. Anh Raimundo, mẹ Thiên Chúa Trần Ngọc Hải. Anh Benedicto, mẹ Dân Con Đậu Văn Tịnh. Anh Stefano, mẹ Vô Nhiễm Lê Thiên Trương. Anh Doan 23, trái tim mẹ Nguyễn Đức Đạt. Anh Yêu Người, mẹ Sáng Lập Lương Văn Hương. Anh Doan, mẹ Thiên Chúa Nguyễn Thành Trí. Anh Roberto Bellamino, mẹ Quân Thánh Đoàn Minh Phong. Trước khi long trọng tuyên khấn trọn đời, cha tổng phụ Bùi sẽ thẩm vấn các khấn sinh về những điều khấn sinh đã chọn lựa và sáng kiến. Anh em thân mến, trong mấy năm qua, anh em đã sống đời thánh hiến trong lòng chúng ta. Vậy anh em có cương quyết sẽ luôn cố gắng với bất cứ giá nào để trung thành với ba lời khấn dòng, trung thành với hiến pháp, với quy luật và tinh thần dòng cho đến trọn đời không? Chúng em cương quyết sẽ luôn cố gắng với bất cứ giá nào để trung thành với ba lời khấn dòng, với hiến pháp, với quy luật và tinh thần dòng cho đến trọn đời. Anh em có cương quyết luôn cố gắng sống xứng đáng là người bạn thân của Chúa Kitô cho đến trọn đời không? Chúng em cương quyết luôn cố gắng sống xứng đáng là người bạn thân của Chúa Kitô cho đến trọn đời. Để thực hiện sự trung thành với những điều khấn hứa, để chứng tỏ thật là người bạn thân của Chúa Kitô, anh em có thật lòng, có cương quyết sẽ bằng lòng chịu mọi cảnh cáo, mọi thử thách do Chúa gửi đến qua bề trên hoặc qua anh em với bất cứ giá nào cho đến trọn đời không? Chúng em thật lòng cương quyết bằng lòng chịu mọi cảnh cáo, mọi thử thách với bất cứ giá nào. Nguyện xin Thiên Chúa đấng đã khởi sự những điều tốt lành nơi anh em, chính người cũng hoàn thành mọi việc ấy cho tới ngày Chúa Giêsu Kitô vừa đến. Amen. Mời cộng đoàn đứng. Giờ đây cộng đoàn chúng ta sốt sáng nài xin Thiên Chúa nhờ lời truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh ban cho các khấn sinh hôm nay được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để có thể chu toàn sứ mạng cao đẹp nhưng có nhiều hy sinh này. Nguyện xin Thiên Chúa đấng đã khởi sự những điều tốt lành nơi anh em, chính người cũng hoàn thành mọi việc ấy cho tới ngày Chúa Giêsu Kitô tự đến. Anh em thân mến, chúng ta cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng lấy lòng khoan nhân tuôn đổ ân phúc của người trên các tôi tớ đây, mà người đã kêu gọi để hoàn toàn bước theo Chúa Kitô, và xin người nói gương cùng có họ trong mọi quyết định thánh hiền. Mời cộng đoàn quỳ với linh mục đứng, các thân sinh phụ phục. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
lạy Chúa, chúng con lại xin Chúa nhận lời dân Chúa cần cầu và ban ơn bởi trời xuống dọn lòng các tôi thơ Chúa, để lừa Chúa Thánh Thần tích luyện các tâm hồn đã hiến dâng cho Chúa, coi mọi vết nhơ tội lỗi và làm bừng cháy lên ngọn lửa hiu mến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời cùng đoàn ngồi, các thánh sinh đứng. Giờ đây từng thánh sinh tiến đến quỳ trước mặt Cha Tổng phục vụ, tuyên thân giữ trọn đời những lời tuyên phúc âm theo hiến pháp dòng Mẹ Chúa Cứu Chúa. Con là Bernardino Siena, mẹ Thiên Chúa Trần Văn Vương. Con là Doan Hai Ba, mẹ sáng lập Phan Văn Quý. Vì vinh danh Chúa được thúc đẩy bởi lòng ham ước mạnh mẽ nên toàn ơn cho Chúa và theo sát Đức Kitô hơn trong suốt cuộc đời con. Trước sự hiện diện của các anh em con và trong tay anh Pio sinh nhật mẹ Nguyễn Đán, Tổng phục vụ dòng Mẹ Chúa Cứu Chúa, con xin tuyên khấn giữ cho đến chết đức thiện tình, thanh bần và tuân phục theo hiến pháp dòng Mẹ Chúa Cứu Chúa. Với tất cả tâm hồn, con xin phó thác chính mình con cho gia đình hội dòng này, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần và sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Cứu Chúa, con có thể đạt tới đức ái trọn hảo trong việc phục sự Chúa và giáo hội Chúa. Amen. Con là do ban mẹ hồn thánh Lữ Quang Trung. Con tâm vì vinh danh Chúa được thúc đẩy bởi lòng ham ước mạnh mẽ hiến toàn thân cho Chúa và theo sát Đức Kitô hơn trong suốt cuộc đời con. Trước sự hiện diện của các anh em con và trong tay anh Pio sinh nhật mẹ Nguyễn Đan, Tổng phục vụ dòng Mẹ Chúa Cứu Chúa, con xin tuyên khấn giữ cho đến chết đức khiết tịnh, thanh bần và tuân phục theo hiến pháp dòng Mẹ Chúa Cứu Chúa. Với tất cả tâm hồn, con xin phó thác chính mình con cho gia đình hội dòng này, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần và sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Cứu Chúa, con có thể đạt tới đức ái trọn hảo trong việc phụng sự Chúa và giáo hội Chúa. Amen. Con là do anh mẹ vô nhiệm Nguyễn Thăng Lâm. Con là do anh nghe nơi mẹ vô nhiệm Nguyễn Văn Mạnh. Vì vinh danh Chúa được thúc đẩy bởi lòng ham ước mạnh mẽ hiến toàn thân cho Chúa và theo sát Đức Kitô hơn trong suốt cuộc đời con, trước sự hiện diện của các anh em con và trong tay anh Pio sinh nhật mẹ Nguyễn Đán, toàn phục vụ dòng Mẹ Chúa Cứu Chúa, con xin tuyên khấn giữ cho đến chết đức khiết tịnh, thanh bần và tuân phục theo hiến pháp dòng Mẹ Chúa Cứu Chúa. Với tất cả tâm hồn, con xin phó thác chính quyền con cho gia đình hội dòng này, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần và sự phụ trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Cứu Chúa, con có thể đạt tới đức ái trọn hảo trong việc phục sự Chúa và giáo hội Chúa. Amen. Con là Gioan Phaolô II, mẹ Liên Trời Trần Văn Bắc. Con là Gioan Eo Đê, mẹ Hồn Thánh Lê Cao Thắng. Vì vinh danh Chúa
được thúc đẩy bởi lòng ham ước mạnh mẽ hiến toàn thân cho Chúa và theo sát Đức Kitô hơn trong suốt cuộc đời con. Trước sự hiện diện của các anh em con và trong tay anh Pio sinh nhật mẹ nguyện đàn, tổng phục vụ dòng mẹ Chúa cứu chuộc, con xin tuyên cấn giữ cho đến chết, đức thiết định, thanh bần và tôn phục theo hiến pháp dòng mẹ Chúa cứu chuộc. Với tất cả tâm hồn, con xin phó thác chính mình con cho hội dòng này, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần và sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa cứu chuộc, con có thể đạt tới đức ái trọn hảo trong việc phụng sự Chúa và giáo hội Chúa. Amen. Con là Raimundo, mẹ Thiên Chúa Trần Ngọc Hải. Con là Benedicto, mẹ dân con Đầu Văn Tỉnh. Vì vinh danh Chúa, được thúc đẩy bởi lòng ham ước mạnh mẽ hiến toàn thân cho Chúa và theo sát Đức Kitô hơn trong suốt cuộc đời con. Trước sự hiện diện của các anh em con và trong tay anh Pio sinh nhật mẹ nguyện đán, tổng phục vụ dòng mẹ Chúa cứu chuộc, con xin tuyên thấn giữ cho đến chết, đức thiết tình, thanh bần và thân phục theo hiến pháp dòng mẹ Chúa cứu chuộc. Với tất cả tâm hồn, con xin phó thác chính mình con cho gia đình hội dòng này, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần và sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa cứu chuộc, con có thể đạt tới đức ái trọn hảo trong việc phụng sự Chúa và giáo hội Chúa. Amen. Con là Tê-phan-ôn, mẹ vô nhiễm Lê Thiên Chương. Con là Gioan-ha-ba, trái tim mẹ Nguyễn Đức Đạo. Vì vinh danh Chúa, được thúc đẩy bởi lòng ham ước mạnh mẽ hiến toàn thân cho Chúa và theo sát Đức Kitô trong suốt cuộc đời con. Trước sự hiện diện của các anh em con và trong tay anh Pio sinh nhật mẹ nguyện đán, tổng phục vụ dòng mẹ Chúa cứu chuộc, con xin tuyên cấn giữ cho đến chết, đức thiết tình, thanh bần và tuân phục theo hiến pháp dòng mẹ Chúa cứu chuộc. Với tất cả tâm hồn, con xin phó thác chính mình con cho gia đình hội dòng này, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần và sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa cứu chuộc, con có thể đạt tới đức ái trọn hảo trong việc phụng sự Chúa và giáo hội Chúa. Amen. Benavino, mẹ Huấn Thắng Đoàn Nguyên Phong. Con là Gioan, mẹ Thiên Chúa Nguyễn Thành Quý. Con là Pio Mười, mẹ sáng lập Lương Văn Hứa. Vì vinh danh Chúa, được thúc đẩy bởi lòng ham ước mạnh mẽ hiến toàn thân cho Chúa và theo sát Đức Kitô hơn trong suốt cuộc đời con. Trước sự hiện diện của các anh em con và trong tay anh Pio sinh nhật mẹ nguyện đán, tổng phục vụ dòng mẹ Chúa cứu chuộc, con xin tuyên cần sự cho đến chết, đức thiết tình, thanh bần và tuân phục theo hiến pháp dòng mẹ Chúa cứu chuộc. Với tất cả tâm hồn, con xin phó thác chính mình con cho gia đình hội dòng này, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần và sự phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa cứu chuộc, con có thể đạt tới đức ái trọn hảo trong việc phụng sự Chúa và giáo hội Chúa. Amen. Thank you.
Mời cùng đoàn đứng, các tân khấn xin quỳ. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với cha tổng phục vụ trong lời nguyện chúc long trọng. Lạy Chúa là nguồn mạch và căn nguyên mọi sự thánh thiện, Chúa đã yêu thương loài người mà Chúa đã sáng tạo, đến nỗi Chúa làm cho họ được tham dự vào bản tính Thiên Chúa. Dù tội lỗi a xong cũng không thể phá hủy, dù tội ác thế gian cũng không thể thay đổi ý Chúa nhân từ đã quyết định như thế. Vì chương trong buổi sơ khai, Chúa đã ban cho chúng con có A-ben là gương mẫu đời sống vô tội. Rồi từ dân tộc Do Thái được Chúa yêu thương, Chúa đã quan phòng cho xuất hiện những người nam thánh thiện và những người nữ nổi tiếng về mọi nhân đức. Trong số những người đó, nổi bật một thiếu nữ Sion là Đức Maria trọn đời đồng trinh. Từ lòng già thanh khiết của Đức Trinh Nữ, vui lời của Chúa đã sinh ra làm người để cứu độ thế gian, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Người đã từ nơi Chúa mặc lấy hình thể thánh thiện trở nên nghèo nàn để làm cho chúng con nên giàu có, và mặc lấy thân phận nô lệ để làm cho chúng con được tự do. Nhờ mầu nhiệm phục sinh, người đã lấy tình yêu thương khôn tả mà cứu chuộc thế gian và thánh hóa hội thánh người. Và lạy Chúa, từ nơi Chúa người đã đáng lãnh nhận cho hội thánh những hồng ân Chúa Thánh Thần. Người lại theo tiếng thúc giục của Thánh Thần lôi cuốn vô số con cái theo chân người. Họ tự ràng buộc bằng dây dịu dàng yêu mến, gắn bó với người bằng tâm hồn nhiệt thành và phục vụ mọi người anh em. Vậy lạy Chúa, xin đoái thương nhìn để những tôi tớ Chúa đây mà Chúa đã quan phòng kêu gọi, và xin đổ xuống lòng họ thần linh thánh thiện để nhờ ơn Chúa xuống lòng họ điều họ đã hân hoan khấn hứa, thì nhờ ơn Chúa giúp họ được trung tín chu toàn. Xin cho họ nhiệt thành chiêm ngưỡng thầy chí thánh và ân cần noi theo. Lạy Chúa, xin cho họ giữ được đức thanh khiết vẹn toàn, thanh bình vui vẻ và vâng lời quảng đại. Xin cho họ biết khiêm nhường để làm đẹp lòng Chúa, đem tâm hồn suy phục để phụng sự Chúa, lấy đức mến nhiệt thành gắn bó với Chúa. Xin cho họ kiên nhẫn trong gian nan, vững chắc trong đức tin và linh hoạt trong đức mến. Xin cho đời sống họ xây dựng hội thánh, nỗ lực cứu rỗi thế gian và trở nên dấu hiệu sáng lạn về hạnh phúc trên trời. Lạy Chúa là Cha chí thánh, xin Chúa phù trì hướng dẫn các tôi tớ Chúa đây, và khi họ đến trước tòa con Chúa thì xin Chúa trở nên phần thưởng cho họ để họ hân hoan chu toàn nhiệm vụ đạo đức của họ và được vững chắc trong tình thương của Chúa, được chung phần hạnh phúc với các thánh để hợp cùng các ngài mà tôn vinh Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời cộng đoàn ngồi, các tân khấn xin đứng. Giờ đây các tân khấn xin đã chính thức buộc về hội dòng để điều lộ niềm hân hoan vui mừng về hồng ân thánh hiến mà Chúa vừa trao ban. Các tân khấn xin quay xuống cúi chào cộng đoàn và xin cộng đoàn vỗ một tràng pháo tay. Cảm ơn cộng đoàn. Các tân khấn sinh cứ chào bàn thờ và trở về với chỗ của mình. Mời cộng đoàn đứng để tuyên xưng đức tin. Thank you.
người tìm kinh nguồn Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng ta thành trời đất, muôn vạn điều hình và vô Chúa ơi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thiêng liêng Chúa. Lạy Chúa, con chẳng nên xuống được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Ban trả ơn xuống cho tất cả quý cha, quý tu sĩ nam nữ.
nữ cũng như quý ông bà cố và toàn thể anh chị em. Đây là một lần tuyên khấn nhưng cả một đời phải tuân giữ, phải giữ cái lời khấn, cho nên còn rất nhiều cách gian nan và cần nhiều rất nhiều ơn Chúa. Kính xin quý cô sinh nam nữ, quý ông bà cố và toàn thể thân nhân bạn bè và tất cả mọi người xin tiếp tục cầu nguyện cho 15 anh em chúng con hôm nay tuyên khấn trọn đời được giữ mãi lời tuyên khấn cao quý này và luôn luôn là trọn đời chứ không bao giờ trọn đời nữa. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Trong cõi lòng
đời khi Chúa con mơ ước ngày đêm. Điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông cây ngài. Điệp trùng mang tiếng khúc hát kinh dâng đời. Chúa ơi, phụng sự nhà Chúa vui sướng nhường bao. Có Chúa làm gia nghiệp đời con, nguồn hạnh phúc con trông.